Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài giới thiệu hình bình hành, sách thực hành môn toán lớp 4. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập từ tuần số 1 đến tuần số 35, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán, và đặc biệt là bài tập phát triển năng lực của môn toán đã có đầy đủ ở trên kênh các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở trang số 6 ra, chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về lý thuyết của hình bình hành nè. Ta có này, hình bình hành ABCD. Đây, ABCD này, đây được gọi là hình bình hành nè. Hai cặp cạnh đối diện AB và CD này, tức là cặp cạnh AB này đối diện với cặp cạnh gì? CD này, được chưa? Cặp cạnh AD này đối diện với cặp cạnh BC này. Đó. Vậy thì đây là hai cặp cạnh đối diện này. Rồi. AB này song song với CD này, đó. AB song song với CD. Và cạnh AD lại song song với gì? BC. Như vậy thì AB bằng CD và AD bằng BC. Vậy thì giờ người ta sẽ tóm lại nè. Hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Đấy, chúng ta nhớ nè. Dấu hiệu của nó nè, hai cặp cạnh của nó nè, đối diện nè, song song nè, bằng nhau nè. Đấy, có ba cái từ này nhá. Nhớ ba cái từ này nha các em. Hình bình hành nè sẽ có hai cặp cạnh nè, đối diện nè, rồi song song nè, và bằng gì? Bằng nhau nè. Đấy, vậy thì trong những cái hình mà chúng ta đã được học á, thì sẽ có những cái hình mà nó sẽ có những cái đặc điểm như thế này nha. Sẽ có đặc điểm như thế này. Ví dụ nè, hình chữ nhật nè. Đấy, các em thấy hình chữ nhật nè của chúng ta cũng có hai cặp cạnh đối diện nè, đúng không? Cũng song song nè. Và đây là hai chiều dài của hình chữ nhật, nó cũng bằng gì? Bằng nhau, đúng không? Hai chiều rộng của hình chữ nhật nó cũng đối diện nè, đúng không? Cũng song song với nhau nè, và cũng bằng nhau nè. Đấy, nhưng mà ở đây nhớ nè, hình chữ nhật là một dạng hình đặc biệt của hình bình hành. Vì sao? Vì nó đều có ba cái dấu hiệu này, hai cặp cạnh đối diện song song bằng nhau. Nhưng để phân biệt hình chữ nhật với hình bình hành á, thì nhớ rằng hình chữ nhật này nó có gì? Hình chữ nhật có cái gì các em? Hình chữ nhật thì có là bốn gì? Bốn góc vuông. Đấy, nhớ nha, đây là điều để chúng ta phân biệt. Hình chữ nhật thì nó có là bốn góc vuông. Vậy thì trong thực tế chúng ta cũng lại có một cái hình nữa mà chúng ta đã học, đó là hình gì? Hình vuông. Hình vuông cũng có các cặp cạnh gì? Đối diện song song bằng nhau. Như vậy, nhưng mà điểm khác nhau ở đây là gì? Hình vuông này cũng sẽ có bốn góc này gì? Bốn góc vuông. Và hình vuông thì làm sao? Bốn cạnh lại bằng gì? Bằng nhau nhá. Đấy, vậy thì qua cái này chúng ta cần nhấn mạnh rằng hình bình hành là một cái hình mà có hai cặp cạnh đối diện song song bằng nhau. Nó sẽ khác so với hình chữ nhật, khác so với hình vuông. Vì hình chữ nhật và hình vuông đây là một trong những hình bình hành gì? Đặc biệt. Tức là hình vuông là một hình bình hành đặc biệt, và hình chữ nhật cũng sẽ là một hình bình hành đặc biệt, nhưng mà nó được phân biệt bởi gì? Các cái góc này. Đấy, nhớ cho thầy cái lý thuyết này nhé, rất là quan trọng nha các em. Và lên lớp 8 thì chúng ta sẽ chứng minh cái sự khác nhau đó. Bây giờ thì chúng ta mới lớp 4 thì chúng ta phải chấp nhận cái điều như vậy thôi, và thầy đã cung cấp. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu này, đánh dấu X vào cái ô trống đặt dưới hình dạng của cái hình bình hành. Vậy người ta cho mình bốn cái hình như thế này nè. Đấy, vậy thì mình nhìn vào đây, mình xem đâu là hình bình hành.
Vậy các em quan sát hình thứ nhất này. Hình này có hai cặp cạnh đối diện này. Được chưa? Đó là cạnh CD này đối diện với cạnh ED này. Được chưa? CD này sẽ bằng ED này. Rồi DG này bằng với CE này. Được chưa? Vậy thì đây có là hình bình hành không? À như vậy đây sẽ là hình bình hành các em nhé. Rồi. Hình này là hình gì các em nhỉ? À như vậy đây không phải là hình bình hành. Bởi vì sao? Nhìn vào đây chúng ta thấy nè, AB thì nó song song với DC, nhưng mà AD này không song song với DC được. Bây giờ nếu thầy kẻ thẳng cái này xuống này, thì chúng ta sẽ thấy hai cái đường thẳng này nó sẽ có gặp nhau nè. Đấy, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không bao giờ nó gặp nhau đúng không? Nhưng mà hai cái đường này thì nó sẽ gì? Gặp nhau. Do vậy hình này sẽ không phải là hình bình hành nhé. Rồi, hình bình hành nè, NPQM, đây là hình bình hành đúng không? Đấy, người ta quay ngược lên thôi. Vậy thì đây sẽ là hình bình hành. Và ngược lại thì hình này sẽ không phải là hình bình hành. Hình nhìn hai cái cạnh này nó sao? Không song song. Đấy, chỉ cần nhìn cái dấu hiệu này thôi. Như vậy chúng ta có mấy? Hai hình bình hành. Được chưa? Xong nhá. Rồi, bài số 2. Viết các cặp cạnh song song và bằng nhau của mỗi hình bình hành ở bài 1. À, tức là bây giờ mình sẽ dựa vào cái bài 1 mà mình đã tìm á. Thì giờ mình viết này, cặp cạnh này song song này, bằng nhau. Vậy thì mình sẽ viết cặp cạnh đó là gì? Trước hết mình sẽ ghi đây là hình bình hành. Phải ghi tên hình bình hành nha. Hình bình hành. Hình bình hành này là CDGGE này. CDGE. Đó. Được chưa? Có nè. Hai cặp cạnh song song và bằng nhau nè. Có cạnh gì? Cạnh gì đây các em? CD song song với gì? CD này song song với ai? Song song với gì các em? Với EG hay là GE? Được chưa? Đấy. Rồi. Tiếp theo chúng ta lại có cái gì? Có cái gì đây? CD bằng gì? Bằng GE, đúng không? Được chưa? CD này bằng GE. Được chưa nào? Xong nhá. Rồi chúng ta sang hình bình hành thứ hai. Tên của hình bình hành này là gì? NPQM. Em viết tên hình bình hành ra. Hình bình hành. Hình bình hành NPQM nè. Có cái gì? Có cạnh nè. À cái này mình còn thiếu với em Cam. CD này song song với EG nè. Rồi còn thiếu một cặp cạnh nữa, đó là CE. Ở trên thiếu nha các em. Hai cặp cạnh mà CE này song song với thằng nào các em? Song song với cái gì? Với DG nhá. Đó, với DG nè. Được chưa? Rồi, CD bằng GE. Đó, thì ở đây sẽ là CE sẽ bằng với DG. Đó, được chưa? Chúng ta chú ý viết lại nha. Rồi, thầy sẽ phân ở đây. Được chưa? Có cạnh nè. Có cạnh nào? NP song song. NP nè. Song song với gì các em? MQ đúng không nào? NP song song với MQ nè. Rồi NM nè. NM nè lại song song với ai các em? Song song với P gì? PQ. Đúng chưa? Đấy, NM nè
song song với P, PQ. Được chưa? Rồi, và ở đây chúng ta sẽ có NP bằng M, MQ và MN, NM đó. NM nha, sẽ bằng với P gì? PQ. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Nội dung của cái bài số 2 nhá. Ta có hai cái hình bình hành chỉ ra hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Rồi sang bài số 3. Đúng thì các em sẽ ghi chữ D và sai thì các em sẽ ghi chữ S vào đây. Mỗi hình chữ nhật là một hình bình hành đặc biệt. Đúng các em? Đây, ngay cái phần đầu tiên thầy đã hướng dẫn này. Hình chữ nhật là một dạng. Dạng gì? Đặc biệt của hình bình gì? Bình hành. Vậy thì mỗi hình chữ nhật là một hình bình hành đặc biệt. Đúng không? Ở đây nè, mỗi hình bình hành là một hình chữ nhật đặc biệt. Không thể nói hình bình hành là hình chữ nhật đặc biệt được, mà hình chữ nhật là hình bình hành đặc biệt nha. Đấy, do vậy thì câu này sẽ là câu đúng nè. Đây sẽ là câu gì? Sai. Rồi, mỗi hình vuông là một hình bình hành đặc biệt. Đúng không? Đấy, thầy vừa phân tích ở phần lý thuyết rồi. Em nào mà xem video mà chúng ta không xem từ đầu mà chúng ta xả đến đây thì chúng ta xem lại cái phần đầu nha. Như vậy đây sẽ là đúng và câu này sẽ là câu gì? Sai. Được chưa? Rất là nhanh chóng nhé. Bài số 4. Một khung sắt được cái người thợ thiết kế như hình vẽ. Đây tức là thiết kế cái khung sắt như thế này. Biết các ô của khung sắt đều là những hình bình hành. Tức là những cái ô này có 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô này. Được chưa? Hỏi khung sắt đó tạo nên bao nhiêu hình bình hành? À, như vậy thì mình sẽ đếm ở đây. Khung sắt đó nè. Khung sắt đó nè. Tạo nên. Giờ chúng ta sẽ để ở đây, chúng ta sẽ ghi số vào đúng không? Hình bình hành nè. Được chưa? Tạo nên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 6 hình hình nhỏ rồi đúng không? Bây giờ các em thấy nè. Đây thầy sẽ vẽ ra đây để cho chúng ta dễ quan sát và làm nhé. Đây. Người ta làm như thế này. Đó, được chưa nào? Mình sẽ cùng đếm nè. Hình số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Như vậy chúng ta có 6 cái hình bình hành nhỏ rồi đúng không? Được chưa? À, đến 6 rồi đúng không? Rồi hình số 7 nè thì bao gồm nè. Hình số 7 nè là hình 1 cộng với hình 2 nè. Đó, tức là hình số 1 nè cộng với hình số 2. Được chưa? Rồi, tiếp theo sẽ là hình số 8 nè thì sẽ là hình 2 cộng với hình số 3 nè. Hình 2 cộng với hình 3 là một hình nữa nè. Được chưa? Rồi, hình số 9 nè thì sẽ là hình 1 cộng hình 2 cộng hình 3 nè. 1 cộng 2 cộng 3 nè. Đó, tức là ba cái hình nhỏ này nè. À, đến đây là 9 hình rồi đúng không? Rồi, tiếp theo nè, 10 nè sẽ là 4 với 5 nè. 4 cộng 5 nè. Đó, tương tự như ở trên thôi đúng không? Đấy, đây sẽ là một hình. Được chưa? Hình thứ 11 là 5 cộng với gì? 6. Được chưa? Đây hình thứ 11. Hình thứ 12 là mấy? Là mấy đây? 4 nè, cộng 5 cộng 6. Được chưa? Đó, đến hình số 12 là hình 4 nè, cộng với 5 cộng với 6 đúng chưa nào? Rồi, hình số 13 nè. Hình số 13 thì các em lại lấy là hình số 1 cộng với hình số 4 nè. Đấy, thấy chưa? 1 cộng 4 nhá. 13 sẽ là 1 cộng 4 nè. Hình số 14 là mấy? 2 cộng với gì? 2 cộng với 5 nè. Được chưa? 2 cộng với hình số 5. Hình số 15 là 3 cộng gì? 3 cộng 6 nè. Được chưa? Đó. Hình số 16 nè thì sẽ là 1 cộng 2 cộng 4 cộng 5 nè. Đấy, đây nè. Thấy chưa? Sẽ là 1 cộng với 2 cộng với 4 cộng với 5. Đấy, hình số 17 nè sẽ là 2 cộng 3 cộng 5 cộng 6 nè. Được chưa? Các em nhìn ra chưa?
2 cộng 3 cộng 5 cộng 6 nè. Được chưa? Hình số 18 là cái hình lớn này nè, bao quanh hết nè. Được chưa? Hình số 18 thì sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng với mấy, cộng với hình số 5 cộng với hình số 6. Tức là hình số 18 là hình bao quát ở ngoài lớn nhất. Được chưa? Còn hình nào nữa không các em? À, như vậy thì chúng ta sẽ có là mười mấy, 18 hình. Được chưa? Đấy, không biết các em có tìm thêm được hình nào nữa không? Đấy, như đây thì thầy tìm chỉ được là bao nhiêu? 18 hình thôi nhá. 2 cộng với 5 có chưa nhỉ? Rồi đúng không? Đấy, như vậy chúng ta có tổng cộng là 18 hình bình hành nhá. Được chưa? Và đến đây thì phần giới thiệu hình bình hành của chúng ta đã xong. Và hẹn gặp lại các em trong bài diện tích của hình bình hành nhé. Tạm biệt các em.